Chào mừng tất cả các bạn đến với hội sử dụng phần mềm CAD CAM CAE CNC 4C HRAWI. Mình tên là Đỗ Minh Tuấn. Trên video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhóm lệnh Smart Dimension trên phần mềm SolidWorks phiên bản 2016. Đây, nhóm lệnh Smart Dimension. Trong đây sẽ có tổng cộng là 7 lệnh. Chúng ta sẽ đi vào lệnh đầu tiên, đó là Smart Dimension, đo kích thước thông minh. Lệnh này thì có tác dụng là đo nhiều kiểu. Chúng ta có thể đo được bất kỳ kiểu gì cũng được. Và là một cái lệnh tổng quan nhất trong trong các lệnh đo và được sử dụng rộng rãi nhất. Đấy. Tiếp theo là lệnh Horizontal Dimension. Đó là lệnh dùng để đo với các cái kích thước mà được hiển thị nằm ngang. Đây, ví dụ như ở đây. Chúng ta có thể đo được này. Với hai điểm này. Cũng có thể đo được này. Hoặc có một cách nữa là chọn trực tiếp luôn vào đường này này. Đấy. Ngược lại với horizontal thì có vertical là đo với các cái đối thể hiện các cái kích thước mà nó nằm thẳng đứng. Đây. Hai điểm này. Đấy. Thì hai cái lệnh này nó có sự khác nhau. Khi mà đối với các cái đối tượng này với một đường thẳng như này thì đối với lệnh horizontal trước thì để đo một cái khoảng cách này thì chúng ta sẽ có hai cách là chọn vào hai đường thẳng này. Đấy. Vertical này. Đấy, vertical thì sẽ không chọn được. Hay vertical mà nó có thể chọn được hai cái điểm này. Còn horizontal chọn hai điểm này. Đấy, không chọn được. Nó thể hiện là cannot dimension between the same two points. Không đo được. Đây là sự khác nhau của horizontal và vertical. Đây mình đang ở horizontal. Horizontal dimension. Nhưng vẫn có thể đo được như này. Đấy, thì hai cái này nó chỉ khác nhau khi mà chúng ta chọn kiểu đo là trực tiếp vào một cạnh này hoặc là hai đầu mút của nó thì mới có thể hiện được rõ được cái khác nhau của horizontal và vertical. Và tiếp theo sẽ sang lệnh thứ ba là ordinate dimension. Nó đo theo một gốc. Thì kiểu đo này là kiểu tổng hợp của hai kiểu đo bên dưới. Với kiểu đo bên dưới là horizontal ordinate dimension là với gốc, nhưng mà đối với các cái đường thẳng mà nó đối với các kích thước mà thể hiện là nó nằm ngang. Ví dụ ở đây. Đấy, đầu tiên chúng ta cần phải chọn một đường thẳng là gốc. Rồi thứ hai chỉ cần chọn các cái đối tượng mà mình muốn đo thôi. Đây là lệnh horizontal ordinate dimension. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ chọn horizontal ordinate dimension này với một cái đường thẳng nằm ngang này.
thì nó không không chọn được, mà bắt buộc cái gốc này nó phải thẳng đứng vì cái kích thước này nó luôn thể hiện nằm ngang mà. Đấy đấy, thì ngược lại với horizontal thì là vertical, thì nó chỉ luôn thể hiện các với các cái kích thước nằm ngang. Cái này hiện đường này đấy. Còn đối với ordinate dimension nó có thể thể hiện được cả hai kiểu luôn đó. Rồi lệnh cuối cùng đó là lệnh path length dimension. Cái lệnh này dùng để đo cái khoảng cách của cả một cái đường, đo chiều dài của cả một đường. Ví dụ đây mình có đường này, đấy mình có một cái đường như này. Để đo được tổng chiều dài của cái đường này thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh path length dimension, chọn đối tượng cần đo này, chuột phải rồi chọn select trên, chúng ta sẽ được cả cả một cái đường này. Đấy thì cái đường này sẽ có chiều dài là 904,34 mm. Để kiểm tra xem nó có đúng không thì các bạn vào evaluate rồi vào method chọn từng cái đối tượng này. Với cạnh thứ nhất là dài 233,16 này. Cạnh thứ hai là hai cạnh này là 382 này. Ba cạnh này à, ba đường này, bốn đường. Tổng 904,34. Đấy. Thì trên đây là video hướng dẫn lệnh nhóm lệnh Smart Dimension. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment ở dưới mỗi video hoặc đăng lên diễn đàn bonserawi.com, mình sẽ gửi kèm link ở bên dưới để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.